Kính chào các bạn. Qua bốn bài giảng của thầy vừa rồi là về phong thủy, thì có về âm dương ngũ hành thiên can địa chi. Thì sang bài này thầy dạy các bạn về kiến thức về hạ đồ và lạc thư. Thì đây là một bài rất khó và vô cùng quan trọng, bởi hạ đồ lạc thư là nguồn gốc để hình thành phong thủy cũng như kinh dịch và các môn thuật số sau này. Vậy hạ đồ là gì và lạc thư là gì? Thì trước hết thầy nói về hạ đồ. Hạ đồ thì có hai điểm, có hai chấm đen trắng biểu thị cho tính âm dương. Hạ đồ có bốn phương đông tây nam bắc. Hạ đồ có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong hạ đồ. Hạ đồ trong thiên văn thì ứng dụng với tiền chu tước hậu huyền vũ, tả thanh long, hữu bạch hổ. Để hiểu theo đồ họa các bạn sẽ rất lung túng và khó hiểu, nên thầy giản ước trên hạ đồ thành các con số với một bài thơ như sau. Thứ nhất là số 1 đi với số 6 thì có câu là thiên nhất sinh thủy thì địa lục thành chi, và số 2 đi với số 7 thì có câu là địa nhị sinh hỏa thiên thất thành chi, và số 3 đi với số 8 thì có câu là thiên tam sinh mộc thiên bát thành chi, số 4 đi với số 9 thì có câu rằng là địa tứ sinh kim thiên cửu thành chi, và số 5 đi với số 10 thì có thiên ngũ sinh thổ thiên thập thành chi. Thế thì về hạ đồ chúng ta chỉ cần hiểu như thế, tức bốn tổ hợp số, năm tổ hợp số là số 1 đi với số 6, số 2 đi với số 7, số 3 đi số 8, số 4 đi số 9, số 5, số 10 là các bạn.